Ngọc Trinh có động thái gì khi bị công an xác minh việc làm xiếc trên xe mô tô dù chưa có bằng lái? Yes News đã đưa tin, cách đây không lâu, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã gặp một tai nạn nhỏ trong quá trình điều khiển xe mô tô. Và theo thông tin mới nhất được chia sẻ, Chủ tịch UBND phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, ông Nguyễn Văn Kiêng xác nhận khu vực người phụ nữ chạy xe mô tô làm xiếc lộ đoạn đường trên địa bàn phường. Hiện phường đã nắm được vụ việc và chỉ đạo lực lượng chức năng của phường phối hợp với lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức xác minh xử lý. Cô gái trong vụ việc này lái xe mô tô làm xiếc được cho là người mẫu Ngọc Trinh. Hình ảnh được cơ quan chức năng xác minh trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh mà cô nàng đăng tải trên trang cá nhân. Được biết, đoạn đường người mẫu này lái xe có dấu hiệu vi phạm là ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, chưa được bàn giao cho nhà nước quản lý. Theo thông tin được báo chí đăng tải, đoạn đường này nằm trong khu vực nội bộ công trường, không phải là tuyến đường giao thông công cộng, chưa kết nối với các tuyến đường giao thông. Do đó, cảnh sát giao thông không có căn cứ để áp dụng xử phạt theo quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Thủ Đức và công an phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở những người chạy xe bốc đầu, lạng lách ở khu vực này nhưng tình trạng vẫn diễn ra. Về phía Ngọc Trinh, sau khi cơ quan chức năng có động thái, nữ người mẫu này vẫn không có phản hồi trực tiếp về vấn đề này. Trên trang fanpage chính thức, Ngọc Trinh cho đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lái xe mô tô bị té ngã phải nhập viện. Đáng chú ý trong video này, Ngọc Trinh cho biết dù gặp tai nạn thế nhưng cô vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê với bộ môn này.